Xin chào toàn thể quý hàng nhà đầu tư nha. Hiện tại Trọng Thơ đang di chuyển trên BKMX Trơn Thành giai đoạn 3. Và bên tay trái đây là công ty CV Food. Đây là công ty ấp trứng CV nha quý vị. Và bên giai đoạn 1 của BKMX Trơn Thành thì có công ty Cám CP và công ty Đông Lạnh CP Thái Lan. Và hiện tại Trơn Thành đã có 3 công ty của CP về đây và hơn 30 nhà máy khác đang hoạt động. Và bên tay phải đây là một công ty của Nhật Bản đã đi vào hoạt động gần 1 năm nay. Và thưa quý vị, tuyến đường này là tuyến đường D1 nối dài chạy thẳng, chúng ta sẽ là nhà phố thương mại và ra lại đường mòn Hồ Chí Minh. Một khu vực cực kỳ đẹp, cực kỳ tiềm năng cho chúng ta đầu tư xây ở, đầu tư kinh doanh phòng trọ, đầu tư để mở những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho công nhân tại khu vực này. Và Trọng Thơ sẽ rẽ trái theo tuyến đường N11. Và đây nhà phố thương mại của BKMX và những chủ đất đã về đây xây dựng cà phê kinh doanh rất là đông đúc. Và tuyến đường trước mặt là tuyến đường thông, chúng ta sẽ thông ra đường mòn Hồ Chí Minh. Và rất là nhiều công trình đang được xây dựng đồng loạt tại khu vực này. Trọng Thơ xin mời cả nhà chúng ta theo dõi hết video để chúng ta cảm nhận thị trường thực tế tại BKMX. Và BKMX quy hoạch 50% là khu công nghiệp và 50% là nhà ở đô thị. Lúc nãy chúng ta đã chạy qua khu công nghiệp và bên đây là khu nhà ở đô thị nha. Các công trình đang được xây dựng, đang thi công. Và hiện tại theo chỉ thị 16 của chính phủ thì tạm ngưng hoạt động, tạm ngưng xây dựng. Và khi mà hết chỉ thị 16 lại tiếp tục xây dựng và hoàn thành cơ sở hạ tầng rất là nhanh. Và đường này chạy thẳng chúng ta sẽ là đường mòn Hồ Chí Minh, ra vòng xoay đường mòn Hồ Chí Minh và ra giai đoạn 2 sang giai đoạn 1 giao nhau với quốc lộ 14. Và đây, đoạn đường mà Trọng Thơ đang chạy vào đây, bên tay trái đang được xây dựng rầm rộ những nhà phố thương mại này, dịch vụ nhà ở cho thuê, kiosk đang được xây dựng lên khu vực này, cũng như là chợ BKMX, trung tâm thương mại BKMX, rất là đông đúc nha cả nhà. Và tuyến đường này là tuyến đường N5, chạy thẳng chúng ta sẽ ra lại tuyến đường D1. Rất là nhiều công trình đang xây dựng, rất là đông đúc, nhộn nhịp. Chỉ cần một năm nữa thôi là khu vực này sẽ thay đổi toàn diện, thay đổi một cách lột xác và chúng ta sẽ không nhận ra đâu. Đây, những lô góc đã được xây dựng, những quán cà phê, những dịch vụ quán ăn. Bên xa xa camera Trọng Thơ đây là dãy nhà phố thương mại nằm dọc hai bên đường D1 rộng 50m. Và tuyến đường Trọng Thơ đang chạy là tuyến đường N5 rộng 25m. Thì quý anh chị, quý các bạn quan tâm tới đất nền BKMX Trơn Thành, Bình Phước, hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858. Ngay khu vực này Trọng Thơ đang phân phối đất nền với diện tích chuẩn 5x30, thổ cư 100% và được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Ngay sau khi công chứng, chúng ta sẽ được xây dựng ngay và kinh doanh buôn bán cho thuê liền. Và trước mặt đây là dãy nhà phố thương mại của BKMX dọc tuyến đường D1, rẽ phải chúng ta ra lại đường mòn Hồ Chí Minh, kết nối giai đoạn 2, giai đoạn 1. Và rẽ trái chúng ta sẽ ra trường cao đẳng Bình Phước chỉ có 300m và ra lại quốc lộ 13. Hãy liên hệ với Trọng Thơ và đăng ký kênh của Trọng Thơ nhé.